tôm sắc. Bà con ta biết tôm sắc hết phải không bà con? Tôm sắc ăn rất tốt cho sức khỏe, mà giá tiền nó còn không mắc lắm, rẻ rẻ. Nhưng mà có một số người, một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn tôm sắc mà bệnh mình càng ngày càng nặng thêm. Ăn tôm sắc vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người có chứng bệnh thế này bà con nha. Đó là những người có bệnh này bà con. Bệnh gút là không nên ăn tôm sắc. À, người bệnh viêm khớp đang ốm, ốm mới vừa khỏe, sưng tay, sưng mặt, cơ thể bệnh người cứng khớp, đau mắt đỏ, đang ho hen suyễn, đó, đang ho là hen suyễn nha bà con, nhớ là đừng có ăn nha bà con. Đó, để cho nó tốt cho sức khỏe. Dị ứng hải sản, yếu bụng, tiêu chảy là không nên ăn tôm sắc bà con à. Còn ngoài ra, tôm sắc nó tốt vô cùng bà con ơi. Tôm sắc nó tốt cho sức khỏe của con người, nó làm cho ổn định máu, không thiếu máu, tăng cường canxi, giúp cho xương chắc, khỏe, tốt cho mắt, tầm nhìn của mắt tốt, chướng bụng được ổn định, tốt cho những chứng bệnh khó tiêu, tiêu chảy. Chỉ ăn, không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được, ta chỉ ăn là người lớn 100g một ngày. Trẻ em dưới 4 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi ăn 50g mà một ngày, ăn 6 ngày là nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi là ngày nào cũng có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con có thấy được, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bệnh gì, nên ăn gì và không nên ăn gì là tốt đấy nha bà con. Và bà con vui lòng chia sẻ để mọi người cùng mạnh khỏe. Bà con đăng lại để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Xin chào bà con, chúc bà con thấy vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.